Chào mọi người, lại là Mr. Zero đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu Kylian Mbappé được huấn luyện viên cho vào sân? Kylian Mbappé đi vào lịch sử khi là cầu thủ dưới 20 tuổi duy nhất sau vua bóng đá Pele ghi từ 2 bàn trong một trận knock-out của World Cup. Tài năng trẻ người Pháp mới đây tiết lộ sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng của mình tại giải lần này để làm từ thiện. Điều này đã chứng tỏ tài năng thật đáng ngưỡng mộ của tài năng trẻ này. Hãy cùng Mr. Zero khám phá xem điều gì sẽ xảy ra nếu Kylian Mbappé được huấn luyện viên cho vào sân từ ghế dự bị nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh của Mr. Zero nào. Xin chào! Chỉ trong vòng hơn một năm, cái tên Kylian Mbappé đã trở nên quá thân thuộc với bất kỳ ai hâm mộ trái bóng tròn. Tiền đạo 20 tuổi này đang là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Điều đó được chứng minh qua dấu ấn lớn mà anh tạo ra trong mùa World Cup vừa qua của đội tuyển Pháp. Và tất nhiên, người ta càng thấy anh trò hay hơn trong màu áo của đội bóng giàu tham vọng PSG. Một Mbappé, cả mỗi lần được huấn luyện viên cho vào sân là tất cả hàng phòng ngự của đội bạn phải nâng cao cảnh giác hơn bình thường. Và điều gì sẽ xảy ra mỗi lần anh được vào sân? Hãy cùng Mr. Zero hôm nay tìm hiểu nhé! Ở vòng 4, League 1, PSG được đón tiếp Radbu trên sân nhà. Trong đội hình xuất phát, huấn luyện viên Tuco xếp Neymar đá chính ngay từ đầu. Nhưng đến hiệp 2, cầu thủ Mbappé được vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 34, Soki. Trận này Mbappé trình làng mái tóc nhuộm màu bạc, trông khá thu hút. Đó là một Mbappé nhỏ tuổi nhưng không hề đơn giản. Anh dẫn bóng trong sự bủa vây của các đàn anh đội bạn, điêu luyện luồn qua những kẽ hở phòng thủ, chuyền bóng cho đồng đội. Trong bóng đá, tốc độ và kỹ thuật tỷ lệ nghịch với nhau, càng di chuyển nhanh thì càng khó xử lý bóng và ngược lại, càng di chuyển chậm càng dễ phô diễn kỹ thuật. Chỉ một số ít vẫn duy trì được kỹ năng xử lý khi đi bóng ở tốc độ cao, và thường thì đối với dạng cầu thủ này, áp lực chẳng có nghĩa lý gì cả. Kylian Mbappé, Ronaldo béo ở thời điểm bình minh sự nghiệp là một con quái vật điển hình dạng này. Trong trận với Marseille, trước khi Mbappé vào sân, Marseille thực sự gây khó cho PSG với lối chơi khá chặt chẽ. Đội bóng đến từ Berrett chỉ thực sự tạo ra một số pha uy hiếp khung thành Marseille nhờ những tình huống đi bóng lắc léo của Neymar và tốc độ của Julian Draxler. Sự bế tắc trong khâu ghi bàn đã được Mbappé giải quyết một cách rất nhanh và ấn tượng. Và số 17, Choupo-Moting được thế bằng số 7 Kylian Mbappé. Theo đó, ngay khi vừa được tung ra sân thay người ở phút 62, ngay sau đó 3 phút, cầu thủ trẻ hay nhất World Cup năm 2018 đã tạo nên sự khác biệt rất lớn. Mbappé thực hiện một cú tăng tốc bên cánh phải trước khi hạ thủ thành Steven Mandanda với cú sút chìm chéo góc. Đó là bàn thắng thứ 10 của Mbappé tại Ligue 1 mùa giải này, nhưng quan trọng hơn, màn tỏa sáng của chân sút 19 tuổi chính là bước ngoặt giúp PSG kéo dài chuỗi trận thắng kỷ lục ấn tượng. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, Mbappé với khả năng đi bóng nhanh như điện xẹt, bứt tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương để ghi bàn mở tỷ số cho PSG. Bàn thắng cho thấy Mbappé thực sự là ngôi sao sáng nhất của PSG thời điểm này. Trong khi Neymar hay Angel Di Maria dốc toàn lực vẫn không thể xuyên thủng màn lưới Marseille, thì chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, Mbappé đã làm được điều mà người hâm mộ PSG trông đợi. kg ở vòng 2, lít 1. Từ hàng ghế dự bị, số 7 Kylian Mbappé được vào sân thay cho số 21 Timothy Weah. Ở trận này, tưởng chừng PSG sẽ phải chia điểm trên sân Luderoux, nhưng không, người hùng thường xuất hiện vào những phút cuối. Nên Jadu, Kylian Mbappé tỏa sáng với hai bàn thắng trong vòng ít phút cuối trận, từ phút 82 đến phút 90, giúp nhà đương kim vô địch Lít 1 giành thắng lợi. Neymar qui enchaîne avec un geste de classe. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Neymar, c'est parti et s'est transformé en toute tranquillité, en toute maîtrise. Il est reparti sur les bases. Đầu tiên là pha bắn xuống rồi cứu lòng chuẩn xác sau đường kiến tạo của Di Maria. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Kylian Mbappé khi khán đài sân Rudolz chết lặng với pha lốp bóng đẳng cấp ấn định thắng lợi 3-1 cho PSG. Chỉ vào sân từ đầu hiệp 2, nhưng Mbappé ngay lập tức khiến người hâm mộ và giới chuyên môn sửng sốt với màn trình diễn không thể chê. Với Radbu lần này vào phút 28 khi tỷ số trận đấu đang là 1-1. Christopher Enkuku thoát khỏi xuống thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật. Lần lượt thủ môn và hậu vệ đối khách đều bất lực nhìn bóng đi thẳng vào gôn. Tuy nhiên, tiền đạo Choupo-Moting bất ngờ xuất hiện và có pha chạm bóng bị động ở ngay sát vạch vôi của khung thành bỏ trống. Điều này khiến trái bóng chạm vào cột rồi dừng lại, giúp cho hậu vệ Radbu kịp thời cứu thua. Nhiều người không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với Choupo-Moting. Trên băng ghế dự bị, ngôi sao Kylian Mbappé của PSG cũng bị ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Và lúc này cũng là lúc Kylian vào thế chân Choupo-Moting. Sau khi vào sân, dường như hậu bối không thể để thua thiệt đàn anh, liên tục có những pha dẫn bóng, rê bóng, khả năng bứt tốc cực mạnh, sau đó là hãm bóng làm lỡ toàn bộ hàng hậu vệ. Liên tục như vậy có vẻ đối phương đã quá mệt, kết thúc hiệp đấu PSG gỡ hòa 2-2 trước Radbu. Này, thực tế Ireland đã chơi thứ bóng đá đầy khó chịu dù phải làm khách trên đất Pháp. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, Ireland còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời với tình huống lập công của Bjarnason. Không chấp nhận để thua trên sân nhà, De Sam quyết định đưa Mbappé vào sân ngay lập tức, thế trận tấn công của Pháp trở nên giàu tốc độ hơn. Họ phải chờ đến phút 86 mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha phản lưới của Everson. Giữ bóng với tốc độ nhanh khủng khiếp, Mbappé liên tục làm thủ môn đối phương giật bắn mình dù chưa thành công, nhưng Jadu tiếp tục cố gắng phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội và may mắn đã đứng về phía họ. Với quả phạt đền ở phút 90, Mbappé được giao trọng trách và anh đã thực hiện thành công để mang về trận hòa 2-2 quý giá cho đội chủ nhà. Đệm bóng bú bổ từ căng ngang có, tạt cánh đánh đầu có, nhưng thứ vũ khí đáng sợ nhất phải là khả năng bứt tốc tốt cực nhanh. Sau đó là hãm bóng, làm lỡ đà toàn bộ hàng hậu vệ. và bom, một cú sút đều như một quả đại bác. Một kỹ năng đó cực khó để tìm thấy một tiền đạo hạng sang. Đừng nói là chỉ ở chàng trai 18 tuổi như Mbappé, điều không nhiều người có thể bùng nổ và toàn diện đến như vậy ở tuổi này, kể cả Cristiano Ronaldo. Các bạn có đồng ý với Mr. Zero không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng tôi. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé!